Vô thì là hôm nay mình mới có thời gian để làm video hướng dẫn mới cho anh em. Mấy bữa nay thì mình đang bận làm đồ án tốt nghiệp cho nên là cũng không có giờ để làm video. Ở cho một số anh em nào mà có thắc mắc là tại sao mình lại lâu ra video như vậy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái link key dễ dành cho những bạn newbie mới tập chơi. Đó thì có một số anh em là có nói mình là tại sao một số những cái link key mà anh em thấy khó vãi đạn mà mình lại nói là dễ. Thì thực ra cái mức độ dễ hay khó của link key là nó sẽ phụ thuộc vào cái quỹ đạo của cái link key đó, nó có phức tạp hay không, và cái sự biến đổi các cái trick ở trong cái link key đó. Ví dụ như là những cái link key mà anh em cứ học trick xong rồi anh em nói lại thì cái đó gọi là link key dễ, tại vì nó không có gì gọi là sáng tạo trong đó cả, nó không có gì phức tạp và ai cũng có thể làm được. Nếu mà anh em làm được trick thì anh em có thể làm được nó đó, cái đó là rất bình thường thì gọi là dễ. Còn những cái link key khó là những cái mà đòi hỏi phải có cái sự biến đổi này kia các kiểu, và cái quỹ đạo của nó tương đối là nó hơi khó hiểu đó, thì cái đó gọi là khó. Thì cái link key hôm nay nó sẽ có dạng như sau đó, mình sẽ làm lại lần nữa đó. Đầu tiên để làm được link key này thì chúng ta sẽ bắt đầu với chiếc Sonic, nó sẽ trông như này đó. Đây là một cái chiếc cơ bản, và khi mà lên tới link key thì bắt buộc anh em phải làm được chiếc cơ bản, đó là cái điều phải nói là hiển nhiên trên cái cuộc đời này luôn đó. Thì nó sẽ trông như này, mình sẽ làm chậm lại, nó sẽ trông như này đó. Và khi mà Sonic lên thì anh em sẽ giữ nó lại như này, đây gọi là clip Sonic, em giữ nó lại ở giữa giữa như này, và anh em sẽ úp cái tay anh em xuống đó như này. Sau đó anh em sẽ pass nó xuống đây. Finger pass là một phần của finger pass, tức là cái chiếc nó sẽ có dạng như này, nó sẽ có dạng như này đó, như này. Nhưng mà anh em chỉ lấy một đoạn ngắn, là cái đoạn là từ từ cái khoảng này anh em đi xuống đây đó, rất là đơn giản. Từ khoảng này anh em đi xuống ngón út đây đó, và anh em ghép với Sonic thì nó sẽ được cái dạng như này đó. Anh em pass xuống, anh em nhìn cái tay mình đang pass xuống đây đó, pass xuống như này. Sau khi mà đã đưa cái bút được xuống dưới ngón út rồi thì anh em sẽ ngửa cái tay ngang qua như này và đưa cái ngón ngón giữa ra ngoài và pass ngược trở lên lại vị trí là ngón giữa và ngón áp út như này. Đó, nó chính là một phần của cái finger pass này đó, nó chính là một phần của cái đoạn này, nhưng mà anh em chỉ lấy cái phần đầu nó thôi là nó sẽ đi lên như này đó. Mình sẽ làm lại, nó sẽ trông như này đó, lên như này. Và tới đây thì anh em lại tiếp tục anh em Sonic một lần nữa như này đó, lên đây và Sonic qua luôn, lên đây Sonic qua luôn như này đó, lên đây Sonic qua. Và khi tới đây rồi thì anh em sẽ dùng cái ngón cái này, anh em đưa anh em đặt vào cái thân bút như này và anh em dở nó lên như này, và anh em sẽ thả cái ngón trỏ ra. Sau đó anh em sẽ đưa cái ngón trỏ xuống dưới và thả cái ngón giữa ra như này đó. Sau đó anh em sẽ đẩy cái cây bút nghiêng nghiêng tới phía trước như này và đổ nó xuống dưới ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó anh em sẽ đưa cái ngón cái xuống dưới và thumb around qua. Thumb around thì nó cũng chính là một chiếc cơ bản. Vậy là cái link key này nó chỉ toàn là chiếc cơ bản thôi, cho nên là nó sẽ rất là đơn giản. Để anh em dễ hình dung hơn thì mình sẽ làm lại toàn bộ một cách chậm rãi từ từ. Đầu tiên chúng ta sẽ Sonic lên như này đó, sau đó chúng ta sẽ đổ cái bút xuống hoặc pass xuống dưới đây. Từ đó anh em sẽ đưa cái ngón giữa ra ngoài và lại pass lên như này. Sau đó Sonic qua. Và khi mà Sonic qua tới đây rồi thì anh em sẽ dùng ngón cái đặt vào cái thân bút như này, thả cái ngón trỏ ra, đưa cái bút lên, đặt cái ngón trỏ vào và đổ cái bút xuống dưới đây. Sau đó thumb around qua như này, làm nhanh nó sẽ trông như này đó. Thì cái link key này mình có thể để nó ở đầu combo, ví dụ như là như này đó, anh em ở đầu nó bằng cái link key này. Sau đó anh em sẽ quay tiếp những cái link key khác ghép vào đó như này và kết thúc combo. Hoặc nếu là ở cuối thì anh em có thể là quay những cái link key khác trước đó và tìm cách bắt qua cái link key này đó như này và kết thúc combo. Thì cái link key này mình đánh giá là một cái link key đơn giản dành cho những bạn newbie, bởi vì những cái chiếc mình sử dụng trong link key này 90% là chiếc cơ bản, chỉ có cái đoạn là nó đổ xuống như này nó không phải là chiếc cơ bản thôi. Mà cái đoạn này mình thấy là nó cũng tương đối là nó đơn giản, nó cũng chỉ có như vậy thôi, cho nên là mình nghĩ là anh em tập nó cũng sẽ nhanh thôi, nó không có mất thời gian lắm đâu đó. Chỉ có cái đoạn này đó thì nó sẽ hơi mất của anh em chắc tầm 1-2 tiếng tập gì đó.
Và ok thì cảm ơn anh em đã xem video của mình. Hẹn gặp lại anh em vào những cái video lần sau.